nó xỉn thì nó tâm tâm nó treo. Bây giờ bảo nó sống lại, bảo nó treo lại, đúng là treo rồi. Không không con vịt nó vẫn có bị nó vẫn đỏ kia thì đi sớm thế. Cái thằng con trong cậu nhà này rượu tâm tâm cởi trần lên nhau lên trên nó nhảy xuống dưới đi ngồi từ nãy giờ xong rồi đến lượng với viện xong rồi đến Minh ngày vừa mới chạy xuống đây. Thấy chú ở đây, sao chạy thẳng qua đây. Con kia đỏ được. Con trên đấy, con bên dưới không đỏ đâu, con bên trên đấy. Con này chỉ xuống đây mới có mồi ăn được không? Đúng không? Chưa, chỉ có đi chú Toàn, tướng có mồi. Không ai bắt vào, bảo mua cho cân chè, đến chè ở đây, chè Thái, thứ sáu, mẹ ông nọ mua. Con này ngửi, đang ngửi, đang thấy ngấy à? Có nước hay cậu ơi? Đây con này, cho tôi vào miếng đúng không? Đây đẹp đấy. Cái này, chú ơi. Con keo nước tâm phương là được đi chú. Ép xuống hả? Chị đâu? Tôi cần ép hoặc không? Tò. Con nào nhiều mỡ chị trước. Đồng xì xì khói luôn. Xì hơi. Bê này, bê, giảm đi một đứa của tao luôn. Hả? Mày tay bẩn thì không bê. Ú, nó dây ra đĩa bẩn. Tôi cắt thôi. Có hai à, cái kia bê hai nhá, còn hai bỏ cái mình đi thôi. Dạ. Đang mở cái này khóa văn không có nước rồi. Có nước rồi. Mục to nhất, nhiều nhồi lắm cảnh nhất. Nước còn có mà không biết được. Thật được. Cầm ngang quay, chạy hết. Không giữ được. Nó quay lại chứ thôi. Chứ là làm rồi, xuống là phải chín đâu. Hả? Chín rồi. Chín hết rồi. Cái này một đĩa thôi. Chắc nhìn chưa? Chán quá à. Chưa gì ăn bây giờ. Chủ tòa ta. Bê bạo. Thôi. Dẹp đi cái này vào đây. Tuyết. Ngon đâu, phải da lợn đâu. Da vịt này. Mà ngon hết. Anh Hải. Đây, bê vào trong đấy thì. Đây trước. Đây rồi. Ui, thằng nào mày cầm nữa đây, mày cầm nữa có dám. Cháu dám không nhìn bức ảnh. Vâng, bọn kia. Chuẩy lắm. Tí thằng nào thì luôn. Ngủ dập vào cái này. Thôi bỏ. Như đỏ lắm. Không có cái gì kẹp này, không có gì xương. Có cái xác không? 27 chết rồi. Không. Bỏ cái đùi đấy để cho ấy. Đấy là đâu không đỏ đây. Cái này được rồi, cái này được rồi. Cái đùi chứ kìa. Cái đùi rồi. Không có nào đỏ. Cái đây đúng. À cái này bị cái tiết đụng đậm. Phải đâu? Nó bầm. Đây này, nó đen hết ở đây mà. Thì cắt cái chỗ đấy đi là hết à? Cắt cái chỗ đấy đi. Cắt cái chỗ tiết thì nhìn nó ghê. Rồi chín hết rồi đây, cũng đỏ lắm mà. Có cái tiết nó bầm ấy. Nó tạo đậm. Nó bị dầu đậm. Mà cái hòa cắt tiết không chết á. Đâu phải. Đấy cho tao đọc. Em cắt có một con thôi. Trời ơi em không bị. Chỉ ngon ngay à. Gì chưa? Ai giả trứng? Ai giả trứng? Chặt hết đi. Không có chặt thì đã hết đi, xong một tí nữa nó phải chặt ra nào. Này, đúng lên. Đuổi đây. Có gì cay cay không còn thôi. Ở đây đây anh ơi. Đây. 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 Đ
chỉ có súng toàn này, súng toàn này. Mới có này thôi. À, dạ. Thắng à? Anh biết chặt gái, đánh chặt hộ em nó có cả to rồi. Nói chặt gà phát chạy mất luôn. Cho đây rồi.